Vâng, xin chào tất cả các bạn. Nay mình xin chia sẻ cho các bạn một fan của bên Asus K55VD version 3.1 hiện tượng là không kích được nguồn. Bên này mình nhận được lại thợ thợ bảo là không kích được nguồn. Thì mình kiểm tra sơ bộ thì mình thấy này, cắm nguồn đầu vào này. Thứ tự sửa những con này thì đầu tiên mình sẽ phải kiểm tra nguồn 3V, 5V không có chưa. Con này nó nguồn 3V, 5V nó phải có trước cái kích nguồn này. Nguồn 3V, 5V không có này. Nguồn 3V, 5V không có thì mình kiểm tra nguồn đầu vào. Nguồn đầu vào đại rắc cắm nguồn có này. Nguồn đầu vào con này mình mở bot view ra mình xem. Mình chắc thì nó sẽ đi qua hai con MOSFET ngược. Tại con MOSFET đầu tiên là con BQ8801 này, chân G, chân D này, chân D của nó là có 19V này, chân G 0.8 này, chân S 0.8, có nghĩa là con này là con MOSFET ngược thì cái chân G của nó sẽ phải có áp 19V thì nó mới cho dòng đi từ D sang S. Thì hiện tại bây giờ chân G đang có 0.8V cho nên nó đang khóa nguồn đầu vào. Pan của con này là khóa nguồn đầu vào dẫn đến không kích được nguồn. Thì mình kiểm tra sơ những con như thế này, mình sẽ phải kiểm tra sơ bộ mà xem có bị chạm chập đâu không. Mình vặn về thang đo thông mạch này, mình kiểm tra này, nguồn 3V 5V không chạm này, nguồn giam không chạm này. Đấy, các nguồn khác cũng không chạm luôn, nghĩa là không có chạm chập gì xảy ra. Một cái nữa đây, cái chân 4 này, chân 4 là chân nó gọi là chân điều khiển cho MOSFET hoạt động. Chân này thì mình ghi vào lại, ghi màn hình nhé. Chân đây, chân G này, chân này nó ăn ra từ IC sạc, nó gọi là A serial driver. Con này thì đối với lỗi như này thì các bạn phải một cái app tiếp theo các bạn phải kiểm tra, nó là cái lệnh mà nó là lệnh dẫn vào chân 6 của IC sạc là AC detect, AC detect đấy, nó gọi là AC detect. Nó là cái lệnh mà phát hiện ra máy đang cắm sạc. Đợi mình đo này. Áp chuẩn của con này là 2.6 đến 3.1V. Đấy, còn 2.6V ok này. Áp này ok. Tiếp theo đây. Con này mình sẽ đo kiểm tra bản thân của hai con MOSFET này. Mình đo thông mạch DS này. Đó. Các bạn thấy không? Nó chuẩn nó phải như con bên này này. DS nó không thể chạm được, nhưng mà con này đây nó đang chạm này. Đó. Con này mình sẽ thay con MOSFET mới. Đo ra ngoài này, DS này, đó, test thông luôn.
tràn. À, các bạn thấy chưa, đã có nguồn 19V đầu vào, 3V có, 5V có, ok, kích nguồn. Tự kích cho này, chẳng xíu. À, các bạn nhìn đây, à, ăn dòng này, ăn dòng 1.21 và đã xuất hình đó. Đây nguyên nhân là do con này đây, con mô phen này. Rồi, mô phen bị chặn để em. Ok, mình xin kết thúc video đây. Có thắc mắc gì thì các bạn cứ hỏi bên dưới đi, với phần comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.